Thầy xin chào tất cả các em học sinh đang theo dõi kênh Toán học đam mê. Các em thân mến, trong video này thầy sẽ chia sẻ về kỹ năng giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối. Dạng phương trình trị tuyệt đối của A bằng trị tuyệt đối của B. Trước tiên thì thầy cung cấp cách giải của dạng phương trình trị tuyệt đối của A bằng trị tuyệt đối của B. Trị tuyệt đối của A bằng trị tuyệt đối của B khi và chỉ khi hoặc A bằng B hoặc A bằng trừ B. Bây giờ chúng ta áp dụng vào giải phương trình 1. Ta có trị tuyệt đối của 2x trừ 3 bằng trị tuyệt đối của x cộng 1. Ở đây A đóng vai trò là 2x trừ 3, B đóng vai trò là x cộng 1. Phương trình này tương đương với phương trình 2x trừ 3 bằng x cộng 1 hoặc là 2x trừ 3 bằng trừ của x cộng 1. Tương đương với hoặc là ta chuyển x sang bên đây, như vậy bên đây còn x. Trừ 3 chuyển sang bằng 4. Đây có trừ x ta chuyển sang bên đây là 3x. Trừ 3 ta chuyển sang thành cộng 3, 3x bằng 2. Tương đương với x bằng 4 hoặc x bằng 2 phần 3. Và nghiệm của phương trình là x bằng 4 hoặc x bằng 2 phần 3. Thế thì một cách hoàn toàn tương tự, các bạn hãy thực hành giải phương trình 2. Để rèn luyện các kỹ năng về môn toán ở cấp trung học phổ thông thì các bạn có thể lựa chọn các danh sách phát Skill Toán 10, Skill Toán 11 và Skill Toán 12. Một lần nữa thầy rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.